Hello, chào các bạn đến với kênh Bên Đất Quật của Phan Tuyền. Hôm nay mình sẽ cập nhật tin tức liên quan đến vấn đề KEC có Bên Đất Quật. Như thông báo trên web chính chủ của Picotim, Picotim đã chính thức gia hạn thời gian gửi đăng ký KEC từ ngày 30 tháng 9 năm 2024, giờ lại vào ngày 30 tháng 11 năm 2024, và thời gian chi tiết của nó như sau. Thời gian gia hạn lần đầu được kéo dài đến ngày 30 tháng 11 năm 2024. Hạn chót đầu tiên của thời gian gia hạn yêu cầu nộp đơn đăng ký KEC đã được gia hạn từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 30 tháng 11 năm 2024. Hạn chót thứ hai và cuối cùng của thời gian gia hạn để hoàn thành công việc di chuyển sang mainnet vẫn giữ nguyên vào ngày 31 tháng 12 năm 2024. Tiện ích mở rộng này cung cấp cho người tiên phong thêm thời gian để gửi đơn đăng ký KEC ban đầu của họ để hòa nhập trong thời gian gia hạn 6 tháng, không thể, trong khi vẫn duy trì động lực hoạt động của cộng đồng hướng tới việc hoàn thành các mục tiêu mở của Bên Đất Quật. Chi tiết chính, hạn chót đầu tiên được gia hạn, hạn chót mới để nộp đơn đăng ký KEC của bạn ngày 30 tháng 11 năm 2024, việc gia hạn này chỉ áp dụng cho thời hạn đầu tiên. Hạn chót thứ hai vẫn không thay đổi. Hạn chót cuối cùng để hoàn thành danh sách kiểm tra mainnet của bạn và di chuyển sang mainnet vẫn không thay đổi, vẫn là ngày 31 tháng 12 năm 2024. Hãy nhớ rằng việc bỏ lỡ một trong hai thời hạn của thời gian gia hạn sẽ dẫn đến việc mất hầu hết số GB trong quá khứ của bạn, ngồi bi được khai thác trong cửa sổ trong phiên trong 6 tháng qua trước khi bi của bạn được di chuyển. Nhắc nhở nhóm giới thiệu và các thành viên làm tròn cái nắp bảo mật của họ cũng đáp ứng thời gian tương ứng của họ. Lý do cho việc phần mở rộng này thêm thời gian cho những người tiên phong, thay đổi này cho phép người tiên phong gửi đơn đăng ký KEC của họ, giúp nhiều thành viên hơn của mạng có thể đủ điều kiện để di chuyển hoàn toàn bi sang mạng mở. Ở trong thời gian gia hạn 6 tháng, việc gia hạn này là phù hợp và không kéo dài không thời gian 6 tháng tổng thể của thời gian gia hạn, để đảm bảo rằng người tiên phong có đủ thời gian mà không ảnh hưởng đến các mục tiêu thời gian gia hạn. Biện pháp khắc phục một số sai sót của bộ hạn giờ. Trong một số trường hợp nhất định, người tiên phong đã gặp phải những tình trạng tạm dừng kém chính xác trên bộ hạn giờ KEC của họ. Phần mở rộng này đóng vai trò như một biện pháp khắc phục tổng thể cho những người bị mất thời gian trong những trường hợp không chính xác bằng cách cho họ nhiều thời gian hơn để được gửi đơn KEC mà không tốn quá nhiều tài nguyên và thời gian bổ sung cho việc tình chỉnh của hàng giờ để giải quyết từng trường hợp một. Chúng tôi đặc biệt kêu gọi tất cả những người tiên phong chưa gửi đơn KEC của họ hãy tận dụng tiện ích này và tránh mất phần lớn bi mà họ đã khai thác. Bên Đất Quật đặt ra mục tiêu mainnet mạng mở vào năm 2024 tùy thuộc vào đáp ứng các điều kiện cụ thể và mục tiêu chiến lược được nêu chi tiết trong thông báo. Quá trình chuyển đổi này phụ thuộc vào những nỗ lực tập thể từ cộng đồng của chúng tôi và tác động của những yếu tố bên ngoài. Để hiểu đầy đủ hơn về vấn đề này, chúng ta có thể tham khảo về các mốc cột mốc mạng mở. Như vậy là qua cái bản thông báo trên mạng mở ngày hôm nay, Picotim đã gia hạn cái thời gian gửi đăng ký KEC từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 30 tháng 11 năm 2024. Các bạn sẽ nhanh chóng làm cái thời gian này nhé. Nếu mà không làm được cái thời gian này thì sẽ mất hầu hết số bi di chuyển trong quá khứ của bạn được khai thác trong cơ sở luân phiên của 6 tháng qua. Nếu như các bạn không hoàn thành KEC được thì toàn số bi cũng được mất và sẽ phân phối lại cho những người đầu bi nốt hoặc là những người vào sau. Đây là một ví dụ nhỏ về tình trạng này. Đây là một cái tài khoản chưa KEC và trước đây mình đã cài nốt cho cái máy này á, là chỗ này người ta báo thời gian KEC là 15 ngày. 15 ngày tương ứng với lại cái thời gian mà hiện tại mình làm video này, tức là ngày 20 tháng 9. Đó, như vậy là cái tài khoản này buộc phải gửi đơn KEC, hoàn thành KEC trước ngày 30 tháng 9 năm 2024.
Sau đó là BicoTeam đã cập nhật cái bản thông báo này thì thời gian của cái tài khoản này nó đã nhảy lên lại, nó nhảy 31 ngày 9 giờ và thời gian này đang bị nhảy nè, 25 giây, 24 giây và đang nhảy ngược. Giờ là tài khoản này đã chưa KYC thành công hoặc là chưa nộp đơn KYC. Đây, họ đã còn 31 ngày. 31 ngày được tính để như thế nào? Hiện tại là ngày 20 tháng 9. Đến ngày cuối cùng của nó là ngày 30 tháng 11. Như vậy là còn là 2 tháng 10 ngày là 60 ngày. Với cạnh thêm 10 ngày bây giờ nữa là 71 ngày. Như vậy mình sẽ hướng dẫn KYC cho tài khoản của bạn này. Qua video này mình sẽ cũng nhắc nhở với các bạn là tranh thủ làm đơn KYC và hoàn thiện đơn KYC của mình một cách sớm nhất và nhanh nhất để khỏi mất cái số bê mà mình đào từ trước đến giờ. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của mình. Hãy cho mình một đăng ký kênh, một like để ủng hộ nhé. Xin cảm ơn.